Giữa nghi vấn đường ai nấy đi, Diệu Nhi Anh Tú kỷ niệm 4 năm ngày yêu nhau. Cả hai vẫn còn đang trong mối quan hệ mặn nồng và không hề có việc dừng lại hẹn hò như mọi người đồn đoán thời gian qua. Cặp đôi này không nhắc đến nhau trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào để đảm bảo công việc và hướng đi của cả hai không bị chuyện tình cảm làm ảnh hưởng. Vài năm trở lại đây, Diệu Nhi là một cái tên ăn khách trong làng giải trí Việt. Ngoài các sản phẩm nghệ thuật mang lại niềm vui, sự hài hước cho khán giả, thì chuyện tình yêu của cô với nam diễn viên Điển Trai Anh Tú cũng gây chú ý rất nhiều. Họ công khai hẹn hò và nhận được nhiều lời chúc phúc của khán giả. Tuy nhiên, sau 2 năm thì cặp đôi quyết định không tương tác hay nhắc đến nhau trên mạng xã hội và cả truyền thông. Cũng có rất nhiều nghi vấn họ đã đường ai nấy đi, nhưng người trong cuộc chưa khi nào lên tiếng xác minh. Vừa qua, trên story Instagram của Diệu Nhi vừa đăng tải hình ảnh các món nướng mà cô đi ăn, đi kèm là một con số 4 to tướng khá ẩn ý. Ngay lúc này, mọi người đã được fan người đẹp giải đáp khi chia sẻ hình ảnh của thần tượng và anh Tú đi kèm là lời thông báo ngày kỷ niệm 4 năm hẹn hò của họ, ngày 5/7/2015, 5/7/2019. Diệu Nhi khoe ảnh đi ăn tối và kèm với số 4. Các fan nhắc nhở, nhau ngày hẹn hò của thần tượng, hai chi tiết này phần nào củng cố được việc Diệu Nhi Anh Tú đang cùng đi ăn kỷ niệm 4 năm yêu nhau, nhưng họ chỉ hạn chế chia sẻ ảnh chụp chung. Nữ diễn viên còn hào hứng khoe ảnh mình cười tươi tắn khi được đi ăn. Phải chăng khoảnh khắc này cũng do người đàn ông của cô chụp hộ? Khi được hỏi vì sao Diệu Nhi Anh Tú không còn thân mật như trước, người trong cuộc thường khẳng định họ không muốn bị soi vào chuyện đời tư quá nhiều và mong rằng khán giả ghi nhận cả hai ở các sản phẩm nghệ thuật chất lượng. Gần đây nhất, dù đã cố đứng xa nhau, nhưng anh Tú vẫn rất nhanh chóng đỡ bạn gái khi thấy cô xém ngã tại sự kiện. Việc cả hai nhất định không lấy chuyện tình cảm để PR là cách mà họ tôn trọng khán giả, đầu tư sản phẩm chỉnh chu để cống hiến thay vì đem đời tư ra phơi bày.